Thưa quý vị khán giả, ngày mai ngày 5 tháng 9, cùng với hàng ngàn học sinh cả nước, các bậc học ở Thừa Thiên Huế tham gia lễ khai giảng chính thức bước vào năm học mới, năm học hứa hẹn nhiều sự đổi mới, sáng tạo trong giáo dục. Để chuẩn bị cho năm học mới với nhiều kỳ vọng mới, ngành giáo dục Thừa Thiên Huế trong thời gian qua đã tiếp tục ra soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới trường lớp, cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh một cách hợp lý, tăng cường công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý các cấp theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trước thêm năm học mới, phóng viên thời sự đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Tân, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về những vấn đề này. Thưa ông, đến thời điểm này thì có thể nói là mọi công tác chuẩn bị cho năm học mới cũng đã hoàn tất. Vậy thì ông có thể chia sẻ một vài nét về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cũng như là nhân lực cho năm học này ạ? Để chuẩn bị cho năm học mới thì trong đặc biệt trong 3 tháng 2 vừa rồi thì ngành giáo dục đào tạo cũng đã chỉ đạo các cơ sở trường học tranh thủ cái thời gian nghỉ hè để mà hoàn chỉnh các cái điều kiện cơ sở vật chất để chuẩn bị cho năm học mới đảm bảo đủ các điều kiện dạy và học. Thì đến thời điểm hiện tại thì trên địa bàn toàn tỉnh có là 62,2% trường học đặc chuẩn quốc gia. Điều này để nói rằng những cái điều kiện cơ sở vật chất cho các trường học đảm bảo tốt cho các em học sinh cũng như thầy cô dạy và học. Về giáo viên thì trong những năm qua thì cũng như làm tốt cái công tác là dự báo, cho nên cái việc mà nắm tình hình đội ngũ ở các cấp bậc học thì phải nói rằng tỉnh Thừa Thiên Huế chúng ta cơ bản so với các tỉnh thành của toàn quốc thì chúng ta đáp ứng tốt cái vấn đề là đội ngũ giáo viên. Năm học 2019-2020 cũng có thể nói là một năm khá là quan trọng, một năm bản lề cho những thay đổi trong những cái năm học mới của ngành giáo dục đào tạo. Vậy thì trong năm học này, cái nhiệm vụ trọng tâm sẽ được ngành giáo dục đào tạo triển khai như thế nào? Năm học 2019-2020 thì được xác định là một năm phải nói rất là quan trọng để chuẩn bị cho chương trình đổi mới sách giáo khoa phổ thông của năm học áp dụng từ năm học 2020 đến năm 2021. Để chuẩn bị cho cái chương trình thay sách giáo khoa thì phải nói rằng cái công tác chuẩn bị của năm học 2019-2020 rất là quan trọng. Chúng tôi tập trung trước hết là cái công tác là đội ngũ, ra soát lại đội ngũ để thực hiện cái nhiệm vụ tập huấn đáp ứng cái đổi mới chương trình thay sách giáo khoa. Thứ hai nữa là cơ sở vật chất thì chúng tôi tập trung ra soát cơ sở vật chất để đáp ứng là đối với tiểu học học 2 buổi ngày thì 100% trường học phải thực hiện học 2 buổi ngày. Ngoài ra thì chúng tôi phải tiếp tục là tăng cường cái đổi mới về phương pháp và đổi với cái hình thức tổ chức kiểm tra đánh giá để hướng đến là thầy cô giáo khi mà tiếp cận với chương trình sách giáo khoa phổ thông mới thì có sự chủ động trong cái việc là bố trí giảng dạy để phù hợp với cái kế hoạch đổi mới giáo dục phổ thông theo cái thông tư 32 của Bộ Giáo dục Đào tạo. Những năm gần đây với sự đổi mới trong công tác xã hội thì cái việc mà khai giảng cho năm học mới cũng đã được thay đổi rất là nhiều. Và trong năm nay thì Thừa Thiên Huế cũng có một thay đổi khá là mới mẻ, đó là các trường sẽ không tổ chức khai giảng thử và không thả bóng bay trong ngày khai giảng. Vậy thì ông có thể chia sẻ một vài nét về cái ý tưởng mới mẻ này và ngành giáo dục đào tạo cũng đã có những cái chỉ đạo với các trường như thế nào để mà thực sự có một ngày khai giảng mới mẻ và ý nghĩa đối với học sinh? Chúng tôi cũng khẳng định rằng là cái đổi mới giáo dục là phải sự chung tay của toàn xã hội và cũng bắt đầu từ những cái công việc nhỏ nhất và thực sự là hiệu quả và nó có ý nghĩa. Cái việc mà phong trào cái việc mà thực hiện không thả bóng bóng bay rồi không khai giảng thử vân vân thì tôi nghĩ rằng đó là một chủ trương hoàn toàn là đúng đắn và nó tránh được cái những cái hình thức không cần thiết. Và tôi nghĩ rằng nếu như mà thực hiện với cái sự chung sức chung lòng của cộng đồng, của phụ huynh thì tôi nghĩ rằng những cái hoạt động đó nó sẽ thay đổi được cái nhận thức cho các em học sinh, cũng từ cái việc nhỏ là các em có ý thức vào tham gia vào bảo vệ môi trường. Đối với các em học sinh mầm non, các em học sinh tiểu học thì mỗi ngày đến trường là mỗi ngày vui, nhưng mà đối với các em học sinh trung học phổ thông thì các em học sinh đến trường ngoài mỗi việc là mỗi ngày đến trường là một ngày vui thì phải nói rằng mỗi ngày đến trường là một ngày ý nghĩa, thì lúc đó thì chúng ta mới hoàn thành được cái nhiệm vụ dạy học và dạy người đối với các em học sinh, và thầy cô giáo của chúng ta cũng hoàn thành nhiệm vụ đối với Đảng, Nhà nước cái nhiệm vụ cao cả và nhân dân tin yêu khi mà giao phó chúng ta cái nhiệm vụ quan trọng nhất là dạy người. Thì đó là cái mong muốn
của ngành giáo dục đào tạo đầu năm học cũng muốn gửi đến với quý thầy cô giáo, cán bộ quản lý, cán bộ giáo viên và nhân viên ở trong các cơ sở giáo dục của trên toàn tỉnh. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông về những chia sẻ hôm nay.